Hello, chào tất cả các anh em cần thủ. Và hôm nay cửa hàng đồ câu Fishmark giới thiệu đến cho mọi người cái dòng sản phẩm Daiwa Catfish, dòng sản phẩm chuyên câu cái loài cá lớn. Và đây là cái dòng sản phẩm của Daiwa được sản xuất vào cuối năm 2019 và tung ra thị trường vào năm 2020. Dòng Catfish mới ha. Trước đây thì Daiwa cũng đã ra một cái dòng Catfish trước đây rồi, nhưng bây giờ Daiwa đưa ra dòng sản phẩm mới này với cái đặc điểm khác, đó chính là cái chiều dài nó được nâng lên 3m15. Cho những anh em câu cá tra hoặc là những cái câu hồ dịch vụ ấy, thì chúng ta cảm nhận được cái chất lượng câu nó tốt hơn. Và trên video đây thì còn mình có hai size, đó chính là một size 3m và một size 3m15. Sản phẩm có cái màu xanh xanh là xanh than ấy, nó rất là đẹp, óng ánh luôn. Nếu mà nhìn thực sự nhìn ở bên ngoài thì thực sự nhìn rất là đẹp hơn so với trên video này. Đây mọi người có thể thấy à, Daiwa Catfish, đây là K1002H và đây là Daiwa Catfish 1042XH. Thì ở đây K1042XH này là cây 3m15, còn K1002XH là cây 3m. Và thông số của hai cái cần này thì giống nhau về thông số kỹ thuật. Bây giờ mình sẽ lấy lên cho mọi người xem cái thông số model ha, là Catfish SP 1042XH, sản xuất tại Việt Nam và tải mồi là từ 150 đến 300 gram, dây là 30 đến 55 lb, là cái này sẽ tải cá đến tận 25 kg. Thì đây một cái dòng sản phẩm nó cũng không quá mắc, giá cũng rất là hợp lý và đã tải được cá đến 25 kg rồi thì thực sự là một cái cảm nhận rất là tốt cho các anh em đi câu. Và chúng ta cùng xem cái khoen của cái này. Thì khoen của dòng sản phẩm này đó chính là khoen Fuji ha. Đây, khoen Fuji đây. Đó. Fuji X Q frame đây ha. Đó. Đó, đây là cái thông số. Ta cùng xem cái khoen của cái cần này ha. Cùng xem ha. Rồi, đây là cây ngọn của cái cần Daiwa Catfish này. Cái cây này là chiều dài là 3m15, 1042XH. Đây, carbon xoắn. Rất là đẹp, nhìn rất là sang luôn đấy. Và giá cả của dòng sản phẩm này cũng rất là hợp lý. Và ở đây cửa hàng đồ câu Fishmark có đầy đủ hai size là 3m và 3m15 luôn. Ở đây là cây 3m ha, ở đây là cây 3m, thì thông số của nó sẽ là 1002XH ha. Về cái tải mồi và dây đều giống với thông số của cây 3m15. Thank you.
các bạn nào mà quan tâm về dòng sản phẩm này có thể là để lại bình luận bên dưới hoặc là gọi đến trực tiếp số điện thoại ở trên video. Cửa hàng sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người về sản phẩm này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và chúc mọi người có một cái chuyến đi câu thật là lên nhiều cá. Tạm biệt tất cả mọi người.